Alo, xin chào các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán xe cũ trên YouTube. Trung tâm ô tô Mỹ Trì cơ sở 2 nằm trên đường Lê Quang Đạo giao cắt với đường Mỹ Trì. Đầu sân vận động Mỹ Đình. Hôm nay trời rất là nắng, nắng gay nắng gắt luôn. Thì mình cũng còn rất là nhiều xe. Rất nhiều bạn trong những ngày qua đã gọi điện và tham khảo nhờ tìm số xe Innova. Innova 7 chỗ để về kinh doanh hay đi gia đình. Đấy, hôm nay thì mình về được chiếc xe rất là đẹp. Mình sẽ quay chi tiết luôn để các bạn cùng tham khảo. Đã xin giới thiệu, đây là chiếc Innova bản E số sàn, sản xuất 2013, đăng ký tư nhân một chủ. Đấy, biển hiện tại là biển biển tỉnh Hà Tĩnh nhưng gốc là gốc Hà Nội. Đấy, tức là các bạn ở Hà Nội mua chiếc xe này thì các bạn không mất 20 triệu khi sang tên. Đấy, đây xin phép sẽ quay chi tiết chiếc xe này các bạn cùng tham khảo nhé. Chiếc Innova màu vàng cát số sàn 2013 cực kỳ đẹp, form mới. Đầu xe này, biểu tượng Toyota, lưới ca lăng còn rất là mới này. Đấy, bốn lưới, bốn cánh lưới tản nhiệt là form mới này. Đấy, cái cabo của nó gấp khúc như này là tạo một cái điểm nhấn cho cái phần đầu xe rất là đẹp. Sơn si chiếc xe này cực kỳ là đẹp luôn, nó chỉ khoảng tầm còn mới khoảng tầm zin đến 70%, 78% theo quan sát của mình như vậy. Toàn bộ phần lốp thì rất là dày này, lốp theo xe rất là dày, toàn bộ phần la răng này cực kỳ mới luôn. Có hệ thống phanh ABS 4 bánh nhé. Đây là điểm khác biệt của bản E so với bản G. Đây mình sẽ đi một vòng xung quanh xe này. Các bạn có thể quan sát thấy sơn si chiếc xe này cực kỳ đều đẹp. Innova 2013 mà đây hiện tại đang không đăng ký kinh doanh dịch vụ, tên tư nhân đăng kiểm cũng không kinh doanh. Bản E đời khá là cao, rất là đẹp luôn, sơn si sạch sẽ, sơn zin 70-80%, vàng cát. Màu vàng cát thì là cái màu phổ biến thứ hai sau cái màu bạc, tuy nhiên là nhiều bạn đánh giá là cái màu vàng cát thì còn đẹp hơn màu bạc. Quan điểm của mình thì mình cũng thấy màu vàng cát là màu rất là sang trọng, nhìn nó chiếc xe nó ấm áp và nó có cái gì đấy nó lịch sự, rồi màu nó không chán mắt. Đó, tất cả các ô cửa kính đều zin hết các bạn nhé, đúng so với năm sản xuất, đúng so với kính của hãng. Đấy, tất cả. Đó, chiếc xe là mình đã kiểm tra kỹ rồi, phần vỏ ngoài không có một va chạm gì nghiêm trọng cả, từ keo chỉ đến các ô cửa kính là còn zin hết. Đó, các bạn ở xa có thể quan sát được. Đó, tức là bên ngoài nó không có một va chạm gì nghiêm trọng thì các bạn yên tâm, nói bên trong cũng không có gì ảnh hưởng hơn cả. Đó, phần phía đuôi sau là parasoc này, có lắp các cái cảm biến mùi. Đó, tất cả lốp lắp còn khá là dày. Đó, la răng rất là mới. Đây là phần vỏ ngoài, thì mình sẽ quay phần nội thất bên trong cho các bạn cùng xem. Nội thất trong xe là màu ghi. Đấy, ghế bọc nó rất là mới này. Đó, ghế mới căng luôn. Vô lăng các bạn có thể thấy vô lăng rất đẹp. Đấy, bên trong có màn hình trung tâm chủ xe lắp sẵn cho chúng ta. Đấy, trần rất là sáng sủa các bạn nhé, trần rất là mới luôn, các bạn có thể nhìn thấy ngay này. Trần xe, nội thất thứ xe này rất là mới luôn. Tapi cửa này, cực kỳ mới và đẹp. Đây là hàng ghế sau đây, các bạn có thể quan sát thấy hàng ghế sau Innova nó cực kỳ rộng rãi. Đấy, nội thất chiếc xe này là còn rất là mới, chủ xe là phải nói là người giữ gìn từ cái dây đai. Đấy, cái này là cái để thể hiện chiếc xe đi nhiều ít, dây đai còn sạch sẽ và cứng cáp. Trần trước thứ đâu ra đấy, yên tâm là không có va chạm gì cả. Đây mình sẽ lật thử một cái cho các bạn xem.
cả các hàng đinh tán của trụ cửa, trụ cột là còn nguyên xi hết. Hiện tại order của chiếc xe này nó rơi vào khoảng, chủ xe thì để khoảng 12 vạn. Tuy nhiên theo quan sát của mình thì nó chỉ loanh quanh tầm 15 16 vạn là cùng. Với kinh nghiệm làm xe nhiều năm của mình chỉ nhìn chiếc xe vô lăng cổ số là mình đoán được cái chiếc xe này chắc chắn nó chỉ nằm khoảng tầm 15 vạn đổ lại. Đây là toàn bộ khoang máy này. Đấy, các bạn có thể quan sát từ phần sassi bên phải. Các ốc áp này, lỗ này rất là tròn. Đấy, rằng đầu xe này không có một va đụng nào dù là nhỏ các bạn nhé. Sassi bên phải, bên xi. Đây là ốc chân cabo này. Các bạn có thể quan sát thấy ốc chân cabo này. Nguyên zin hết. Keo chỉ cabo này. Lỗ này. Chúng tất cả nó còn nguyên vẹn mà không có một sự va đập nào mạnh vào phần ấy. Tất cả ốc áp nguyên hết. Khoang máy này. Cụm phanh ABS 4 bánh. Đó. Theo quan sát của mình thì máy này còn zin và chưa làm lại máy. Bởi vì các con ốc nó vẫn còn phía xa đây mình zoom hơi khó, vẫn còn nguyên hết cả. Mình đã kiểm tra kỹ rồi. Còn phía trên răng ràn cò này có, chủ xe có xử lý chảy dầu. Đấy, mình nhìn thấy keo hở ra mình biết có xử lý chảy dầu, chúng ta yên tâm về không phải làm lại. Cái đấy nó không ảnh hưởng gì đến kết cấu của máy cả. Đấy, tất cả chi tiết cấu thành cho máy này. Nhìn nó rất là cứng, rất là mới. Đối là chi tiết của chiếc Innova số sàn bản E 2013 cho các bạn. Và hiện tại là mình đang chào bán chiếc xe này với giá cũng rất là êm thôi. Giá chào bán là 348 triệu. Bao rút hồ sơ chuyển vùng toàn quốc. Đấy, một mức giá mình nghĩ là rất là tốt rồi. Đấy, cực kỳ tốt với một chiếc xe biển tỉnh như là gốc Hà Nội. 348 triệu. Đấy, và chiếc xe này ngân hàng hỗ trợ vay 70%. Thì các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ mình nhé. Số điện thoại của mình là 0942 365 825. Các bạn có thể gọi bất kể thời điểm nào. Và ai có ở xa có nhu cầu muốn quay chi tiết thì cứ điện thoại cho mình sẽ quay chi tiết hơn theo yêu cầu của các bạn. Để các bạn có thể đưa ra quyết định lựa chọn là có nên mua chiếc xe này hay không. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn.